Hello bạn nha. À, bữa nay quay phim của anh em mà nó đi học rồi nha bạn. Anh em ba còn có ba anh em ở nhà, còn mình với cô đen với cô lẻ nha. Ba anh em mình buồn quá, mới gình gình chơm cún năm bù lon được con gà. Mới hacker được của ông năm bù lon được con gà nha bạn. Anh em mình sẽ mang con gà này ra để anh em mình đem ra ruộng. Anh em mình sẽ chế biến một món nướng, nướng nhưng mà nướng theo kiểu độc và lạ. Đôi khi ăn không được luôn nha bạn. Các bạn hãy chờ xem coi anh em mình nướng con gà này bằng cái kiểu gì nha. Sao dục mánh? Dục luôn, khét quá dục luôn. Dục chỗ đây nè. Dục bụng nè. Dục đây nè. Dục đây nè. Cho bạn con gà coi. Đâu? Mới xia của ông năm bù lon bạn. Đâu? Gà đâu? Đi nè. Anh em mình mới xia của ba mình. Con gà này nó gà tre, mã lai gà nâu nha bạn. Đây. Mình sẽ mang con gà này ra để anh em mình đem về ruộng. Anh em mình sẽ nướng đãi tất cả các bạn một món nướng mới nha. Các bạn chờ xem coi anh em mình nướng kiểu gì nha. Chờ anh em trong giây lát, anh em mang con gà này ra nha các bạn. Con gà tre của anh em mình đã mang xong nha bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành để mình ốp gà tre này, xong anh em mình sẽ đem ra ruộng để anh em mình nướng nó nha bạn. Nướng nhưng mà nướng theo phong cách quý sĩ tộc. Quý tộc không ai, quý sĩ tộc gà nướng quý tộc. Quý tộc ăn khét không hả? Quý sĩ tộc ăn khét, tại quý tộc nó toàn là ăn khét mà. Anh em mình sẽ nướng con gà theo phong cách là quý sĩ tộc. Đây là sa tế nha bạn. Nãy còn mặc đồ giờ sao chặn chuồng rồi trời? Chặn chuồng dưới chảo mà không anh. Thôi cho hồi nửa hũ sa tế rồi nha bạn. Tại con gà tre nó cũng hơi nhỏ nên mình cho nửa. Để tôi chặn công ha. Ok. Chặn công bóp nó ha. Bóp. Cho miếng bột ngọt vô nữa nha bạn. Đây. Đẩy. Wow. Và một chút nước mắm nữa nha bạn. Đây. Chà nắp. Wow. Và cho thêm một vài hộp cuối cục nữa nha. Massage điều lưu xanh nữa đây. Cho thêm chút dầu ăn nữa nha. Điều lưu xanh chứ. Rồi. Ok, năm bạc thêm. Thật tuyệt vời. Bóp sạc nữa. Bóp sạc. Ok. Đó, bây giờ mình để cho cô đen nó ốp đây khoảng chừng 20 phút nha bạn. Trong thời gian này mình sẽ đi vô nhà mình lấy cái đồ whisk độc ra để thôi mình nướng nó nha bạn. Biết cái đồ whisk độc là gì không? Là gì? Trời ơi, chúng mày biết làm sao biết được cái em whisk độc ta được. Whisk độc là nướng theo kiểu quý rồi xong cái nó bộ tộc á. Sao quý tộc? Ông lấy cái bộ ỷ hả? Cái bộ ỷ bằng ngủ rồi sao mà nướng được ông thân. Cái này là nướng là phải dùng cái quýt sa đọc bạn hồi mà sẽ biết. Bây giờ mình sẽ vô nhà mình lấy cho bạn. Các bạn chờ mình trong giây lát nha. Đây, bây giờ anh em mình đã ra tới vụ nha bạn. Giờ con gà anh em mình ốp nè, nó thấm rồi nè. Đỏ, đỏ quét luôn. Đỏ quét, siêu đỏ mà. Giờ sẽ bỏ vô đá sen mình quấn lại nha. Sao nó gọn gọn rồi nè. Chính xác là như vậy. Rồi, ốp mình ốp chừng cỡ 6-7 lớp lá sen đi. Nó mới không khác thôi, mình hồi nướng khác cái là mình phiên bản lỗi nữa. Đây mình bây giờ mình đã quấn xong con gà mình nằm ở trong đây nha bạn. Đó, gà bọc lá sen. Giờ mình sẽ nhét vô cái nồi này nha. Đó. Bây giờ mình sẽ nhét vô cái nồi này, rồi mình sẽ úp cái này xuống dưới đất này. Rồi mình sẽ đốt lửa xung quanh ở ngoài. Mình nướng các bạn. Nướng mình sẽ dục luôn. Dục luôn, phụ dục. Mình sẽ nướng mà cái sức lửa nóng từ vô trong sẽ làm chín con gà nha. Nếu nó không chín, mở ra, một là nó sống, hai là khác đen tùi lui. Là xong, anh em mình cứ như là xong cùng châu. Thôi giờ mình sẽ đem ra ngoài cho đó. Anh em mình đốt lửa mình nướng thử nha bạn. Các bạn hãy đợi xem coi anh em mình có nướng chín con gà thành công như mong đợi không nha. Hay là dở dạ đen xì lì như cục xì lậu mới lắp là anh em mình quăng luôn nha bạn. Xung quanh cái nồi chơi nha bạn. Giờ mình sẽ đốt cái nha. Lên lửa, quá thiêu. Đó, phất liền. Quá đã. Không biết sẽ thành công không đây nữa. Đây, anh em mình nướng. Anh em mình độ chừng khoảng 20 phút.
anh em mình sẽ gửi thăm cho bạn. Nếu sợ lâu quá con gà mình nó chịu nổi nó khét cái là anh em mình ăn này luôn. Anh em mình nướng sát bên cái hàu cá của ta, cái mùi tôi nó chạy hơi ồn chút. Các bạn không cãi, các bạn nó kêu ẹ ẹ ẹ ẹ. Gà không chín thì làm gà ăn mày luôn. Gà không chín mà làm mùi tôi nướng luôn. Qua lấy cái mùi tôi đang nướng luôn. Đây. Bây giờ anh em mình sẽ chỉ có việc chờ đợi cho bạn. Khoảng 20 phút sau anh em mình sẽ thăm một lần. Mình đốt được gần nửa tiếng hồi nha bạn. Giờ anh em mình sẽ khui ra coi nó chín rồi nha. Không biết cái phiên bản của anh em mình nó có bị lỗi hay không nữa. Đây, nếu nó chưa chín thì anh em mình sẽ ấp lại, anh em mình nướng lại. Còn nó khét cái là hơi bị mệt à. Thôi đang khui luôn à. Quá trời đóng than chằn chằn như là cái núi than luôn rồi. Cầu trời cho gió thổi lên. Thổi bay cái đống than này. Nè. Nó ông cậu tôi nè, khó luôn trời. Để tao gõ tao biết nó chín hay không à. 6.000. Trời ơi, có ông thầy chùa ngồi trong á. Không có, chín rồi. Mà giống như mấy người ta mua dừa tao muốn bốc cho biết là non hay là già hay là cũng cài hay là dừa ăn, đúng không? Đúng mà kêu thanh á là non. Thì non không? Nè tao gõ nè, nó không thanh nè. Đó, là chứng tỏ nó vừa chín tới luôn. Không khét luôn. Xén sống. Sống rồi hả? Sống. Mém sống. Không chín rồi. Bây giờ mình sẽ cua cho bạn. Mình gõ là biết rồi đó, chín rồi đó. Đây, từ từ từ. Trời ơi. Quá. Chết rồi. Cái chuyện gì vậy? Cái khúc này đang hết xịt đó. Trái trơn rồi. Gì? Dễ vậy? Lấy ra. Để tôi hái lái xe bưng ra. Không. Mình giờ bưng ra nha các bạn. Sao mà nó đen xì lì như cục xì lâu mới lắp luôn nè. Không biết là con gà mình còn ăn được hay không mà sao đen dữ là trời. Bây giờ con gà mình hiện tại đang nằm trong những cái lá sen nha bạn. Bề trên thì nó đang khô lụi rồi, mà bề dưới thì cái lá sen này còn ngon. Bởi vậy mình nghĩ chắc là còn im lắm. Wow. Để mình gỡ từ lớp nha các bạn. Còn phê lắm. Để hồi nó chín bằng cái lên khói nè. Wow. Mình khử khử cái này gớt đi để hồi nó chín con gà. Ok ok. Khử hết mấy lá sen con đen hết đi. Ê từ từ từ. Để tôi lấy một miếng lá dưới ra mình lóc. Nấu ít xíu lên. Nãy đó. Đây mình khu tiếp nha bạn. Mình không biết trong đây là nó có được những gì nữa. Trời ơi cái mời thấy thèm á. Cái mời nè nó còn nằm ở ngoài các bạn. Bóc cái mời ra, bóc cái mời ra đó đi. Rồi mình sẽ khu tiếp tục vô tới con gà nha bạn. Cái gà nó nè. Chín hết rồi. Đường nào mà không chín. Nóng yếu xìu như vậy đây mà đường nào không chín. Wow. Thôi. Chưa. Còn không lắm nữa. Trời nóng yếu xìu à. Tháo con nguyên đầu lâu trong. Trời ơi trời nước. Quá. Chín chưa? Ông mày nắm cái đồ mình xé hả? Trời nước này đúng luôn nè. Trời ơi thơm. Thơm bát ngát. Quá. Thơm quá thơm. Quá chín rồi. Chín chưa? Gà ta mà nó. Ôi da, trời ơi nóng yếu xìu quá. Ta thấy thèm một miếng ta nữa. Để mình xé thử một miếng nha coi nó chín rồi. Thử coi nó còn nín không nha. Đồ nào không chín. Đấy. Trời ơi. Trời ơi bà ơi nó chín tới chỉ rồi. Chín trời ơi. Quá. Không còn có cái đồ nữa mà nó trắng như vậy luôn thì nó không còn ứ luôn rồi nè. Quá im quá im. Đây, bây giờ con gà anh em mình úp ở trong cái nồi. Anh em mình nướng đã chín nha bạn. Tại nãy anh em mình quấn cái lá sen nó hơi nhiều lớp á nên con gà anh em mình nó không được vàng nha bạn. Nhưng mà nó chín như vậy nó mới ngọt nè. Những cái thông tí nó còn dướng lại ở trong con gà nè, ngọt lắm. Bây giờ mình sẽ xé gà ra để mời tất cả các bạn cùng thưởng thức gà quấn lá sen nướng úp nồi với anh em mình nha bạn. Cái này giống như là luộc chứ không phải nướng không? Luộc. Nó hầm hơi nè, luộc nó mới ngon mới ngọt luôn. Đây giờ mình sẽ xé cái đầu nó ra cái nha bạn. Này là gà nướng ăn xong là tôi với ông là nằm úp mề luôn á. Đây nè, nó chín nè. Ồ, trắng bon kim kết không?
cứ quá đã nè. Từ trong ra ngoài, trong chính ngoài, sạch bách. Từ ngoài vào trong. Trời ơi nó thơm. Làm hư sao thơm bằng cái chén của tôi? Hư gì chịu nổi. Cái đùi gà ông thơm quá à. Không, nhưng mà không có thơm bằng cái chén nhưng của tôi. Không thơm bằng cái chén muối ớt của nhau. Đó. Đây nè. Mày cái đùi. Vâng, xin cảm ơn. Chảy ke luôn á trời. Đây sẽ bứt cái đùi này ra cái này nha bạn. Trời ơi, ăn coi chín trắng nè. Cái quá đã. Đây. Bây giờ mấy anh em mình xin mời tất cả các bạn cùng ăn gà nướng với anh em nha bạn. Đây, mình sẽ chấm vô đây nha. Một hồi thằng cu lẻ nó quay phim xong nó sẽ được hưởng hai cái ức cho bạn. Mình với thằng cu lẻ review trước nha, anh em mình sẽ review hai cái đùi, còn hai cái ức sẽ thuộc về cu đen nha. Đây, mời tất cả các bạn nha, chấm vô đây nha bạn. Đó, muối ớt chanh nè. Đây, xin mời tất cả các bạn nha. Gà dưỡng dai. Trời ơi, gà có ông năm núi dai ghê luôn. Gà có ba lần núi tám. Như gà luôn. Mời tất cả các bạn nha. Trời ơi. Thứ nào chưa nổi không anh? Quá đã ha. Ông năm. Trời ơi, cha dành tất cả những tình yêu thương cho con mà. Thế sao không? Ba mình gan yếu như bạn. Nên ba mình ít con gà lắm. Ba mình chỉ nuôi cho mẹ mình với anh em mình ăn thôi. Đây, vô cái này nha bạn. Đó. Đây, xin mời tất cả bạn nha. Con gà của mình nó thơm mà nó ngọt như điện vậy. Nướng lá sen mà còn gì của. Trời, đã. Quá. Chấm đi. Vâng, xin cảm ơn. Vô bạn. Quá đã không? Đầu, đầu nó ngọt cũng đã. Gà anh em mà vừa chín tới luôn bạn, nó còn cái vị nước nó ngọt lắm luôn. Quá đã. Đây, mời các bạn nha bạn. Ngon quá, nó không lên lại luôn trời. Tôi xé cái cù lự ra nè. Vô bạn. Đâu, đâu cũng đã. Cảm thấy con lẽ tao bé xưa này ra. Đâu, đâu, dính. Đây, mời tất cả bạn nha. Nhiễu nè. Trên cả thịt rồi. Ông Năm, mai cho con xin con gà nữa ông Năm. Cho cái búa nữa ông còn mấy cái phản, ông phát một cái nữa. Không, mà mình cũng phải đa tạ ông Năm á. Nhờ ông Năm mà bữa nay mới có con gà nướng ngon như thế này. Quá đã ha. Quá phê. Hồi đó cô đèn nó sẽ tắt nó quay, nó sẽ ăn hai cái ức con gà bạn. Wow. Mình sẽ ăn, mình ăn hai cái đùi, mình ăn hai cái cánh. Còn cô đèn sẽ ăn hai cái ức. Ok. Ức hơi không bộ. Đây, coi cánh này xé ra ra. Trời ơi trời, hồi nó gới con xuống đất cái bạch nghĩ ăn luôn không anh. Đỏ. Xét kỳ vậy. Vậy thôi. Xét bự bự. Vậy là chấm được rồi, cần gì bự. Đây, vô cho bạn, mời bạn nha. Wow. Quá đã. Ngọt. Quá không? Ngon. Vô, vô. Vô, vô, vô. Ờ, cái chén bữa cay yếu xịu hả? Quá đã luôn trời. Chùm nó còn dán ta. Cục thịt nè. Nó đã hay không luôn. Cái miếng ớt của cô đen này, mình gỡ cái miếng ớt của cô đen ra cho bạn coi nha. Cái miếng ớt gà. Cô nè, trời ơi, nó chín nó đã ếch ếch đã. Trắng. Ôi, khúc mình thèm quá. Thèm mình lưỡng luôn cất. Là cái kim bộ lên đầu á. Không, nó nay nó quay không có kim bộ. Nó chỉ có cái điện thoại lên đầu. Điện thoại lên đầu á à. Hai gớt hai bên khỏi nấu luôn. Đây nè, các bạn mình sẽ chín cho nha bạn nè. Còn hai cái trứng cút của nó nè.
hai cái trứng cúng mà nhỏ xíu hả? Vậy mới ngon đó ông anh, còn gì đó trời. Ông chơi đem sạm ăn là mà là phải ăn hai trứng. Ô, ăn gì nó mới đều. Ô, tao không ăn trứng, tao ghét ăn trứng lắm, tao ghét ăn ngọc kê lắm, mặc đâu mà. À các bạn ơi, bây giờ anh em mình sẽ ngừng clip gà nướng úp trong cái nồi tại đây nha các bạn. Nếu tất cả các bạn có thích cái món gà nướng úp nồi như thế này thì các bạn hãy like clip giùm anh em mình và chia sẻ clip lên trang Facebook của tất cả các bạn giúp anh em mình ha. Và các bạn bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho anh em mình. Anh em mình sẽ có nhiều động lực để tạo ra những video tiếp theo. Bây giờ anh em mình xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo nha. Bye bye, xin chào tất cả các bạn nha. Bye bye.